Vậy đây là cái gã mà chúng ta cần, một công ty bất động sản đang nắm giữ Makoto Makimura hiện tại. Nụ cười của anh đâu rồi hổ? Anh muốn biết mà phải không? Công ty địa ốc Tachibana. Tám giờ trước khi Majima tới được Camellia. Nơi này nhìn khác quá. Thử. Có gì đó rất khác kể từ khi tôi trở về đây. Có sự thân thuộc nhưng cảm giác lại thấy xa lạ. Anh hiểu cảm giác đấy chứ? Hồi trước anh sống ở Sotenboria. Tôi và cả Tachibana đều ở đây trước khi chuyển lên trên Kamurocho. Cũng phải được một năm rưỡi rồi. Chúng tôi tự lập nhóm có tên gọi là Mafia Đồng Phục, nhưng nó chỉ là một nhóm nhỏ. Chúng tôi có khoảng 4-5 người gì đó. Ngay cả như vậy, mọi giang hồ trong Omi đều biết mặt sếp của chúng ta, còn tôi thì chỉ là tên dựa hơi sếp mà thôi. Có phải vì thế mà hồi đấy anh ta mất đi cánh tay không? Có thể là nhiều hơn thế. Nhóm chúng tôi đã trốn chui trốn lũi, có tên đã lui về mở cửa hàng phim ở Sofukucho của phía Tây, nơi đó gọi là cửa hàng phim ca. Anh có thể đi gặp anh ta hộ tôi chứ? Tôi đã gọi cho anh ta rồi và giải thích câu chuyện cho anh ta nghe, tôi phải đi có chút việc đã. Anh đi đâu? Tôi muốn cảm nhận thành phố này một chút, tôi muốn ghé qua chỗ bạn cũ và trao đổi với họ vài thông tin. Có thể họ sẽ có manh mối nào đó về đội của Shibusawa đang làm gì hoặc là tổ chức Omi đang có ý định gì. Nghe ổn đấy. Anh đi đến tiệm phim đó và chờ cuộc gọi của một người tên là Sera nhé. Ông ta là người đang giữ Makoto Makimura ngay bây giờ. Chúng ta sẽ giải quyết thông tin chi tiết qua điện thoại. Có phải Sera là một người thuộc công ty bất động sản Tachibana không? Không, ông ta thuộc gia tộc Toyo, một tổ chức với cái tên là Tập đoàn Nikkyo. Tập đoàn Nikkyo, tôi chưa bao giờ nghe về họ. Tôi cũng không biết nhiều lắm, nhưng hình như cái ông Sera đó cũng thân với người đàn ông của anh lắm, ông Kayama ấy. Ông ta đã tìm thấy Makimura đang ở tại Sotenbori này, dựa trên thông tin mà sếp ta đã đưa cho ông ấy. Tôi hiểu rồi, nói theo cách khác, anh sẽ đi lung tung khắp thành phố trong khi tôi ngồi và chờ điện thoại đúng không? He, anh hiểu ra rồi đấy, thôi, gặp anh sau. Sera sẽ gọi điện vào điện thoại ở chỗ cửa hàng phim ca tại Sofukucho phía Tây, mình nên đi tới đó để kiểm tra. Đây chính là cửa hàng phim ca tại Sofukucho phía Tây, đúng nơi này rồi, đến lúc đi vào trong rồi. Kính chào quý khách. Hửng, lần đầu anh tới đây à? Chúng tôi có những thứ chất lượng cao nhất cho tất cả mọi người. Vị của anh là gì? Chúng tôi có thể lấy thứ đó cho anh. Nhưng hãy cẩn thận với những món đồ có chữ VHS hoặc Beta nhé anh dai. Tôi ở công ty địa ốc Tachibana, Oda bảo rằng đã nói chuyện với anh rồi. À phải, vậy anh là Kiryu-san phải không? Phải rồi. Hãy chờ tôi một chút, tôi sắp phòng đằng sau rồi. Thử. Phòng này cho những khách hàng cực kỳ đặc biệt, có cả điện thoại ở trong đó nữa. Anh hãy vào phòng đó và chờ cuộc gọi từ Sera nhé.
Vậy đây là phòng riêng tư vui vẻ của anh à? Tachibana là một người cực hâm mộ điều này. Chính anh ta là người bỏ tiền ra để xây chỗ này đấy. Anh hãy tận hưởng căn phòng nhé. Vậy Tachibana có ổn không? Ừ, ít hoặc nhiều hơn. Quá trình lọc máu chắc phải khó khăn lắm. Điều đó là chả cần thiết khi mà anh ta còn ở Sotenbori. Anh và Tachibana hồi xưa thân với nhau lắm à? Tôi biết Oda lâu rồi, điều đó là sự thật. Tôi, anh ta và một vài người nữa chúng tôi có hoạt động cả một băng đảng vào hồi xưa. Rồi hai năm trước, con sói cô độc Tachibana trỗi lên, vướng vào một vụ đánh nhau và để xảy ra quá nhiều thứ ngu ngốc, bị va đập vào vai hoặc cái gì đó. Bốn người bọn tôi đấu với một người, và Tachibana thì hoàn toàn nằm xuống sàn cùng với bọn tôi. Oda thì chưa bao giờ thua một trận nào trước đây, nhưng Tachibana thì cứ dạy anh ta như một đứa trẻ con. Thật khó để hình dung với Tachibana hiện tại. Đó là trước lúc anh ta mất cánh tay của mình, nhưng thậm chí còn có suy nghĩ về việc phản ứng của Oda-san khi nhận thấy anh ta bị quất vào mông. Rơi vào tình yêu với một gã đàn ông hư hỏng ngay chỗ đó và cầu xin hắn ta được làm một người lãnh đạo mới cho chúng tôi. Sự khác biệt về tầm cỡ là rõ ràng đối với bất kỳ ai, không có gì lạ, coi đó là loại giáo dục mà anh ấy có được. Ý anh là... Anh không biết à? Tachibana là một đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh Nhật Bản bị mắc kẹt ở Trung Quốc. Anh ta là một đứa trẻ mồ côi vì chiến tranh. Ừ, Tachibana là người Nhật Bản. Ngay sau khi mẹ anh ta được sinh ra ở Trung Quốc, chiến tranh trở nên điên loạn hơn. Và vì thế mà gia đình bà ấy bị chia rẽ. Họ đuổi bà ta ra khỏi đó, và bà bị bỏ lại ở Manchuria. Một vài nông dân Trung Quốc đã phát hiện ra bà ta, và khi bà ấy đến tuổi, họ cưới cho bà ấy chính con trai của họ. Và đó là chính là bố mẹ của Tachibana. Một đứa trẻ có nửa dòng máu Nhật như Tachibana thực sự không nổi tiếng như anh tưởng tượng. Anh ta có một tuổi thơ trưởng thành cực kỳ khó khăn. Người Trung Quốc ghét cái dòng máu Nhật trong anh ta đến tận xương tủy vì trận chiến đó. Bọn họ còn nói là anh ta có thể bị giết vì có dòng máu đó vào một ngày nào đó. Và mọi người đều có ánh mắt hình viên đạn khi nhìn anh ta. Trừ một ngoại lệ, mafia ở địa phương là những tên duy nhất không đối xử tệ bạc với anh ta về điều đó. Đoán rằng họ đều là những người bị ruồng bỏ, không có ai có tiền cả, và tất cả bọn họ hầu như xuất phát từ một gia đình tồi tệ, anh biết đấy. Vậy nên cứ như một lẽ tự nhiên Tachibana vào được con đường đó. Từ lúc anh ta còn rất trẻ, anh ta đã bước xuống địa ngục nhiều lần và lâu nhất hơn bất kỳ ai trong chúng tôi. Quỷ thật, Oda là người già nhất, nhưng anh ta bắt đầu gọi Tachibana là người anh cả. Oda. Dù, anh để cửa hàng tự bán à, anh có một khách hàng đang hoang mang chờ ngoài kia kìa. Chết, thật á, xin lỗi, tôi phải ra tiếp khách đây, hãy thoải mái như ở nhà nhé. Anh ta lắm mồm nhỉ. Ừ, anh ấy nói với tôi về chuyện nhóm của anh hồi xưa. Câu chuyện tôi phải nịnh bợ sếp như thế nào à, có phải rất nhiều muối trong chuyện đó không? Hè, thế anh thì sao? Tôi nhận ra là anh mất thời gian lâu hơn để đến đây. Ừ thì, tôi vừa nghe được một mẫu tin thú vị. Có vẻ như xác chết của Makoto Makimura đã nổi trên sông vào vài ngày trước. Gì cơ? Cô gái thật vẫn sống, vậy nên có thể đó là một người khác. Tôi có nghe về một vài sự cố khác nữa. Thi thể đó cho ta biết có thể là Omi làm, hoặc người của Shibusawa, hoặc là cả hai bọn họ đều làm chuyện này, và anh có thể cực rằng họ vẫn đang đi lùng sục Makimura. Nhưng tôi nghĩ đoán già đoán non cũng chả giúp gì cho chúng ta đâu. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ nói chuyện điện thoại. Tại sao anh không đi ăn cái gì đó hoặc mua cái gì đó nhỉ? Hứ?
Điều này không cần hai thằng đàn ông trưởng thành chờ đợi điện thoại đâu. Anh nói cũng có lý. Không ngờ là anh ấy lại đề nghị sẽ làm việc trực điện thoại. Mình cũng chả có kêu thán gì về việc được có một chút nghỉ ngơi. Có lẽ mình sẽ đi nếm tí vị Osaka cho tới khi Oda gọi mình. Hửng, máy nhắn tin rung này. Oda gọi mình, đoán là cái ông Sera đó đã gọi rồi. Dù sao thì mình cũng nên trở lại cửa hàng băng đĩa đó. Bọn em xin lỗi, bọn em đi được chưa ạ? Cảm ơn anh cũng chả có gì nhiều, đây là chút quà. Nếu anh muốn gặp Oda thì anh ta ở đằng sau, đoán là anh ta đang gọi điện với gã Sera đó. Được rồi, tôi hiểu rồi. Từ khoan đã, việc các anh đối mặt sẽ lớn đấy phải chứ? Anh chắc là anh sẵn sàng cho việc này chưa thế? Chuẩn bị cho cái gì? Bất cứ thứ gì, tôi không biết về chi tiết lắm, nhưng tôi tưởng tượng phải có cái gì đó để kiểm soát sự cố nếu nó xảy ra đúng chứ. Tôi không biết phải nói sao. Anh không phải làm thế. Tachibana-san đã giải quyết rồi, đảm bảo rằng việc đó sẽ không được mấy tốt đẹp cho lắm. Mọi việc đều có thể đi xuống nếu đi cùng với anh ta, và việc đó cũng chả làm tôi thấy ngạc nhiên. Đúng thật, mình chưa nghĩ một việc nào mà mình làm với Tachibana gọi là đẹp đẽ cả. Mình hẳn nên phải chuẩn bị cho nó được tiếp tục. Cộng với cả mình sẽ đi thẳng về Tokyo một khi xong việc ở đây. Mình nên đi trải nghiệm mọi thứ mình muốn ở Osaka này trước khi té. Cũng đúng, anh nói cũng phải. Đúng chứ, vậy nên đừng có vội, anh cứ thoải mái thời gian để chuẩn bị sẵn sàng nhé. Cảm ơn, nhưng tôi sẵn sàng rồi. Vậy được, vào đi. Tốt, anh ở đây rồi, Kiryu. Ừ, anh có điện thoại từ Sera chưa? Tôi nhận được rồi, ông ta sẽ giao Makimura ở nơi gọi là Benten Inn tại Camellia. Camellia tại Benten Inn. Đúng vậy, chúng ta sẽ tới đó để gặp Sera. Nếu mọi việc thông thoáng, chúng ta sẽ giữ cô ấy. Chúng ta sẽ rời đi bây giờ à? Có vẻ hơi vội, có phải không? Cả thành phố đang bò lên những gã để có thể bắt được cô ấy. Chúng ta không có thời gian để chần chừ đâu ba. Hình như Makimura cũng không biết là cô ấy là chủ sở hữu của mảnh đất trống đó cho đến khi Sera bảo cô ấy.
Người chủ sở hữu trước là ông của cô ta. Ông ấy chết khoảng 2 năm trước rồi. Nhưng ở thời điểm đó cô ấy đang phải chạy trốn. Cô ấy chạy khỏi ngôi nhà của mình á? Đúng vậy, thời điểm đó chả ai biết lý do hay manh mối quái nào mà cô ta lại bỏ đi và biệt tích. Và khi chúng ta đang nói chuyện về điều bí ẩn này, thì cô ta cũng đã bị mù vì một lý do nào đó. Cuộc đời cô ấy lại trải qua một bi kịch hết lần này đến lần khác. Rồi tự nhiên mảnh đất đó lại đáng giá hàng tỷ yên. Tôi đoán là ông trời đã phù hộ cho cô ấy xứng đáng được nghỉ ngơi. Từ giờ lại có mấy thằng giang hồ săn đuổi cô ta. Hỏi cô ấy xem cô ấy sẽ cảm ơn chú như thế nào đi. Điều đó không cần thiết phải hỏi. Hay là chúng ta cần phải hỏi? Từ cái gì tôi nghe được, họ đã khiến cô ấy sợ hãi và chạy trốn cho đến tận bây giờ. Và những thi thể thì chất đống xung quanh cô ấy. Cô ấy bảo rằng không muốn dính líu gì đến mảnh đất đó cả. Cô ấy muốn vứt nó đi nhanh nhất có thể. Tôi hiểu rồi. Được rồi, anh sẵn sàng đi chưa? Kế hoạch của chúng ta là phải mang cô ấy ra khỏi đây. Đầu tiên, anh đi vào Benten Inn và đón cô ấy. Tôi sẽ ngồi ngoài và trông coi người ra và vào. Khi mà chúng ta rời được Inn, chúng ta sẽ đi đến Kyoto. Chúng ta sẽ đi tàu hỏa từ điểm đó. Điều đó có nguy hiểm khi mà lên Shin Osaka. Anh không nghĩ thế à? Cứ thận trọng vào, cũng không có trường hợp là Shibusawa và Omi có tai mắt ở trên chỗ ga tàu hỏa ở đó. Thôi được rồi. Thôi nào Kiryu-kun. Đây là nhiệm vụ quan trọng cơ bản, là lý do chúng ta có thể làm cho công ty địa ốc Tachibana, nên tôi mong là anh sẽ giao món hàng ổn thỏa. Có điều gì xảy ra, anh cũng phải giữ cho Makimura an toàn. Nếu chúng ta có mảnh đất trống đó, thì anh sẽ tận dụng nó để giữ cho ông Kazama của anh an toàn. Vậy đây là Camellia. Đừng có như kiểu mình là người đi du lịch được chứ. Anh sẵn sàng chưa? Tôi sẽ ở đây và canh chừng xem ai vào đây khả nghi hay không. Tôi nhớ rồi, gặp anh sau. Đây là Kiryu-san, từ công ty địa ốc Tachibana. Xe ra, tập đoàn Nikkyo, mời anh ngồi. Kiryu, công ty địa ốc Tachibana. Kayama đã bảo tôi về anh. Tôi cũng biết hoàn cảnh hiện tại của anh, nhưng giờ không có thời gian để hỏi thăm hoặc chém gió. Đây là Makimura-san. Tôi là Kiryu, từ công ty địa ốc Tachibana. Makimura, rất vui được gặp anh. Tôi sẽ là người bảo vệ cô về Kamurocho, hai chúng ta với một người nữa tên Oda. Vậy anh là bảo kê của tôi à? Đúng vậy. Tôi thậm chí còn không biết ông nội tôi đã mất cho đến bây giờ tôi mới được nghe. Tôi bị kéo vào cái chuyện điên cuồng này chỉ vì một phần mảnh đất mà ông tôi sở hữu mà chính tôi cũng chả bao giờ được nghe về điều đó. Chuyện này xảy ra thật khó khăn. Người đàn ông bảo vệ tôi đã bị giết rồi. Anh ấy đã trông chừng tôi rất lâu rồi. Và anh ấy, tôi chả quan tâm là mình sẽ được bao tiền. Chỉ cần hãy để tôi xong việc với mảnh đất đấy cho xong đi, làm ơn. Tôi hiểu rồi. Gửi lời chào trân trọng Tachibana từ tôi nhé, Kiryu. Tôi sẽ. Cho phép tôi. Xin phép ông.
Nhanh lên, vào xe đi. Giọng nói đó, có điều gì không ổn à? Hai người đang làm gì thế? Lên xe đi. Đi thôi Makimura. Được rồi. Có chuyện gì à? Không, tôi không biết nữa. Xin lỗi vì đã giới thiệu muộn với cô. Tôi là đồng nghiệp của Kiryu, tên là Oda. À hà, tôi xin lỗi. Tôi đã làm điều gì phiền lòng cô hả? Kiryu, cái xe phía sau chúng ta ở làn bên phải. Thứ, chiếc xe đó đã theo chúng ta một quãng đường khá xa rồi đấy. Nó tăng tốc gì? Shibusawa. Cái gì? Chết tiệt, họ tìm được ta rồi. Nhanh lên đi. Được. Có chuyện gì xảy ra thế? Chúng mày đang nghiêm túc đấy à? Kiryu, cầm lấy. Vải cả, anh mang cả hàng nóng theo mình à? Anh nên cảm ơn tôi về điều đó mới đúng. Giờ đừng chàm chàm nữa và bắn đi.
mẹ bị thần kinh ta. Thật đấy à? Đã nói tới kìa. Bắt được rồi. Bắn chắc nhé. Tôi nghĩ đó là chiêu cuối của họ rồi. Vậy chúng ta bây giờ an toàn chưa? Ừ, chỉ bây giờ thôi. Ai biết chuyện này sẽ xảy ra thế nào nữa. Tôi sẽ đưa chúng ta lên đường cao tốc. Chết tiệt thật, chúng ta tạm nấp ở đây nhé. Chết tiệt thật. Khi nào thì Shibusa qua lần theo dấu vết này nhỉ? Bình tĩnh đi, Oda. Anh sẽ làm cô ấy sợ đấy. Anh im mồm đi, ai mà thèm quan tâm điều đó chứ? Tôi vẫn ổn à. Vậy à, còn tôi chắc chắn là không. Anh đang làm cái quái gì đấy? Tôi sẽ đi xem xét tình hình dưới tầng. Xin lỗi cô về chuyện này. Cô có bị sao không từ khi chúng ta đi xe đến giờ? Có đau ở đâu không? Anh là Kiryu-san, đúng không? Phải. Có điều này tôi muốn nói với anh về Oda-san. Cái gì? Tôi chắc chắn rằng tôi biết anh ấy. Hả? Tao biết ngay. Con mèo đã lòi đuôi rồi hả? Oda, không được nhúc nhích, Kiryu. Tôi nói đừng có nhúc con mẹ mày nhích cơ mà. Anh nghĩ anh đang làm gì thế? Xin lỗi, nhưng tôi không thể để cô gái này gặp Tachibana được. Cái gì? Bởi vì tôi e là hai người sẽ phải chết ở chỗ này. Oda, cô ổn chứ, Makimura-san? Ổn à. Cái gậy của cô. Sera đưa nó cho tôi, phòng trừ trường hợp. Ông ấy nói thế, tôi cũng không ngờ mình phải dùng cái đó với bất cứ ai ở công ty địa ốc Tachibana. Anh giải thích thế nào về việc này đây?
Oda, tại sao anh lại trở mặt với chúng tôi? Anh không phải là anh em xương máu với Tachibana sao? Kiryu sang, trên tay trái của anh ta có phải có hình xăm không? Nó là một con dơi đúng không? Oda kìa. Đúng vậy, anh ta có hình xăm con dơi. Tôi biết ngay mà, từ khi tôi nghe thấy giọng nói của anh ta, tôi đã thấy nghi nghi. Chuyện này là sao? Chính 2 năm trước, anh ta là người bắt cóc tôi, giữ tôi như một tù nhân, bán tôi như một con động vật. Cái gì cơ? Anh có điều gì để nói về việc này không? Anh nghe người phụ nữ đó nói gì rồi đấy? Đối với cô ta tôi không khác gì thằng cặn bã ở trên trái đất này. Giết tôi là cách dễ dàng nhất để tôi thấy thoải mái. Vậy tại sao vừa nãy anh định giết hai bọn tôi cơ mà? Ý anh là sao? Khi anh bảo anh không thể để cô ấy gặp Tachibana, cái này chả có nghĩa lý gì cả. Oda à, chuyện quái gì đang diễn ra ở đây? Giải thích ngay từ lúc bắt đầu đi. Oda. Được rồi, tôi sẽ nói. Hình xăm là một dấu ấn của chúng tôi. Mọi người trong băng đảng của tôi đều có một hình xăm đó. Tôi đã mượn tiền của bọn mafia ở đất liền và trốn trên một con thuyền Nhật vào 5 năm trước. Kể từ lúc đó, tôi phải làm bất cứ những việc gì tại Sotenbori để được trả tiền. Ăn trộm, cướp có vũ trang, anh muốn kiểu gì tôi chơi hết, lừa đảo gái và bán họ cho người môi giới nhiều lần. Cô ta chỉ là một trong số bọn họ mà thôi. Điều đó thì có liên quan gì đến Tachibana? Sau khi tôi bán cô ấy thì tôi gặp anh ta. Anh ta thật khác biệt. Người đầu tiên đánh tôi bằng vũ lực thuần túy. Nó chỉ là suy nghĩ một chiều và tôi không cảm thấy tệ về điều đó. Anh ấy còn hơn cả mạnh. Tôi luôn nghĩ rằng mình ở cửa dưới. Nhưng anh ta đã cho tôi hy vọng. Tôi cầu xin anh ta làm sếp của chúng tôi. Khiến anh ấy phải xăm một hình xăm như chúng tôi. Niềm kiêu hãnh, cái tôi. Vứt tất cả những thứ vớ vẩn đó. Tôi biết là cuộc sống của tôi đặt dưới anh ta. Để có thể giúp đỡ anh ta lên tới đỉnh của chấp. Nhưng thay vào đó, tôi bị thương và giá phải trả là một cánh tay của anh ấy. Anh ta mất nó khi đang cố bảo vệ tôi. Một băng đảng của đối thủ đã đánh bất ngờ chúng tôi. Tôi đã thề từ ngày hôm đó, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, với Tachibana là người mà tôi sẽ không bao giờ phản bội. Nhưng cuộc sống này thật điên rồ. Cho tới khi mà tôi hứa với bản thân về điều đó, tôi đang ở cùng với Tachibana. Khi mà anh ta đang xem cái chương trình chết tiệt đó. Đó là một bản tin về trẻ mồ côi trong chiến tranh ở Trung Quốc. Lúc đó có một số đoạn phim cũ từ vài năm trước. Một vài đứa trẻ mồ côi nhận ra có người thân tại Nhật Bản, vậy nên họ đã đến đây. Khi mà tôi vừa thấy cô gái đó, tôi đã nhớ ra. Cô ấy là một trong số người tôi bán đi khi còn làm trong nhóm tổ chức mafia Hàn Quốc. Tuổi cũng đúng nữa. Tôi đã cười điều đó như một sự trùng hợp. Ngoại trừ mẹ, Xiao Kiao.
Tôi không thể tin vào điều đó. Cô gái mà tôi đã bán để lấy chút tiền yên, và người anh tôi đã quyết cống hiến cả đời mình để phục vụ anh ta. Anh ta nói rằng cô ta đậu má là em gái của anh ấy. Makoto Makimura là em gái của Tachibana. Câu chuyện này là thật á? Tôi nghĩ là thế đấy. Bỏ qua cái quan điểm về tôi nói dối đi. Nó quá muộn để có thể sửa chữa rồi. Lúc đó cũng là lâu lắm rồi. Nhưng tôi biết chuyện đó cũng chả làm thay đổi Tachibana. Vậy nên tôi phải chọn một trong hai lựa chọn. Nếu để cô gặp anh ta và biết được sự thật thì coi như tôi chấm hết. Hoặc phải gấp đôi tiền cược, xóa sổ cô là giúp điều đó vĩnh viễn như chưa từng xảy ra. Vậy đó là toàn bộ lý do thật sự mà anh đã muốn suốt đường đến Osaka này à? Ừ, không ai ngoại trừ tôi có bằng chứng và có lý do để giết cô ta. Nếu tôi bảo là người của Shibusawa hoặc từ Omi đã đến để đưa cô ấy đi thì sẽ chả ai hỏi đâu. Nhưng giờ tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi. Ê, ở đây, có lối lên tầng trên. Đó là hội của Shibusawa. Chết tiệt thật. Oda, anh có thể đứng dậy không? Ừ. Chúng ta phải rời khỏi đây. Cô vẫn muốn tôi đi cùng cô à? He, thực sự, sao lại có thể có một người ngây thơ đến mức đó chứ? Kiryu, cho tôi xin khẩu súng được không? Tôi sẽ làm họ chậm lại hết mức có thể. Cái gì? Nhìn chân tôi đi, nếu như tôi chết ở đây, tôi muốn mình trở nên có gì đó hữu dụng với Tachibana. Oda, tôi biết điều này là ích kỷ một cách nực cười, nhưng anh có thể nói với anh ta rằng tôi nói như vậy không? Bảo với Tachibana rằng tôi thực sự rất yêu anh ta. Tôi sẽ làm như vậy, nhưng đừng có cố tỏ ra anh hùng. Hãy dễ dàng với họ và như thế ít ra họ sẽ không giết anh. Ừ, có thể là như vậy. Kiryu, vậy còn Oda? Làm ơn, đừng nói lời nào lúc này. Cảm ơn, Kiryu. Ngay kia, tôi thấy họ rồi. Tôi sẽ giữ cho cô an toàn dù cho có chuyện gì xảy ra. Được. Đưa tao cô gái. Kiryu, đây sẽ là điểm dừng chân cuối của mày rồi. Yeah.
đường này. Cô ổn chứ? Tao sẽ chấm hết mày. Chờ ở đây nhé. Mày sẽ chả đi đâu cả. Mong mày sẵn sàng rồi. Đường này. Shibusawa. Cô ta đâu? Tôi không biết. Tưởng anh bỏ Tachibana và theo tôi cơ mà. Tại sao anh lại không giao cô ấy ra ngay lúc đó? Đó không phải quá hiển nhiên à? Các ông để xe ra, lấy phần thưởng mất rồi. Và sau tất cả tôi,
Tôi đã bảo với ông là cô ấy ở Sotenbori. Phục vụ cô ấy ngay trên một cái đĩa. Nếu như ông đến và bắt cô ấy sớm hơn thì tôi đã không phải xuống tận Osaka làm gì rồi. Đó là Johnny Shitani của gia tộc Kijin. Tôi đã trả cả mớ tiền cho anh ta nhưng vẫn làm hỏng việc. À thì, anh ta cũng không phải là người duy nhất. Anh xứng đáng được nhận lấy điều này. Đừng lo, tôi sẽ không làm hại gì cô đâu. Tôi cần một chỗ kín đáo để chúng ta ngủ qua đêm nay. Tôi hiểu. Anh tôi hiện tại là người như thế nào? Thì hầu như mọi lúc anh ta cực kỳ bình tĩnh, thông minh, giữ cảm xúc của mình lúc nào cũng phải đúng mọi lúc. Tôi hiểu, đó hẳn là một sự thay đổi hồi khi tôi biết anh của mình. Lần cuối cô gặp anh ấy là khi nào? 10 năm trước, khi đó tôi chỉ 10 tuổi, còn anh ấy 15. Nhưng anh ấy bỏ tôi và mẹ để đến Nhật Bản. Anh ấy bảo anh ấy sẽ tới Osaka. Đó là điều tôi nghe lúc cuối cùng. Vậy à, thế là đó là lý do cô ở Sotenbori để đi tìm Tachibana. Hai năm trước, tôi đã bỏ trốn khỏi nhà để đến Tokyo. Khi mà tôi đến Sotenbori, tôi bắt đầu đi hỏi tất cả những người Trung Quốc mà tôi thấy có biết về anh ấy không. Người có hình xăm con dơi là một trong số bọn họ. Oda, anh ấy bảo là anh ấy biết một người tôi đang tìm kiếm, vậy nên tôi đã đi theo một mình cùng anh ta. Nhưng nếu đó là một lời nói thật, thì anh ta lúc đó vẫn chưa gặp anh trai tôi, vậy nhưng tiếp nó lại là một lời nói dối. Tôi quả thật sự chỉ là một kẻ khù khờ. Ngay cả thế, thì thời gian này là lúc cô được gặp anh ấy ở Kamurocho. Tôi đang bắt đầu sợ khi phải nhìn thấy anh ấy đã thay đổi. Người anh mà tôi biết không phải là một người mạnh mẽ. Khi còn ở Trung Quốc, tôi và anh ấy thường bị bắt nạt bởi đám trẻ vì có mẹ là người Nhật Bản. Khi xem phim, ngay khi đèn tắt, mọi người xung quanh chỗ bọn tôi ngồi bắt đầu nhổ nước bọt vào chúng tôi trong suốt cả bộ phim. Tôi và anh tôi đã quá sợ hãi để có thể đứng lên và di chuyển. Tôi nghĩ tham gia vào mafia là cách duy nhất để anh ấy có thể bảo vệ bản thân của mình. Và rồi khi anh ấy đi, đối với tôi, sau vài năm sau, chúng tôi nhận ra là chúng tôi có một người ông ở Nhật Bản. Mẹ tôi đã rất vui mừng khi cuối cùng cũng có một lối thoát ra khỏi Trung Quốc, tôi cũng vậy. Ông ấy chào đón chúng tôi đến ngôi nhà, nhưng sự ấm êm đó không được bao lâu. Hả? Sao lại thế ư? Chúng tôi là một gia đình, nhưng chúng tôi không hiểu những điều mà chúng tôi nói với nhau. Vậy nên tôi đã phải học tiếng Nhật rất nhiều, thậm chí đến mức quên cả tiếng Trung Quốc. Cố gắng thích nghi môi trường Nhật để có thể vì ông. Nhưng mẹ tôi còn không có thời gian học tiếng trước khi bà ấy tự vẫn. Và kể từ đó, những người đã giúp tôi, một người chết, một người thì thậm chí không biết anh ta còn sống hoặc đã chết.
cuộc sống của tôi đen vãi nồi, chỉ là... Ừ, điều đó thật sự tồi tệ. Nhưng cô đã bước một mình trong bóng tối đủ rồi. Nó cảm giác giống như là ánh sáng hy vọng sẽ không bao giờ tới nữa. Cô chỉ muốn ngừng lại và không muốn bắt đầu bước tiếp theo. Cái gì? Nhưng không một người nào trong thế giới này biết được có điều gì sẽ chờ mình trên con đường đó. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chọn đứng yên ở đó và khóc, hoặc lựa chọn đón nhận bước đi tiếp theo. Cô hãy chọn bất cứ cái gì cảm thấy nó đúng với mình. Tôi sẽ giúp cô đi đến bước đường xa nhất khi cô bắt đầu. Được. Tôi sẽ đến Kamurocho. Tôi muốn gặp anh trai mình, tôi đảm bảo về điều đó. Vậy làm ơn, hãy mang tôi tới đó, Kiryu. Được.